Phú Yên nước lũ dâng ngập nửa thân nhà, nhiều tuyến đường bị đóng băng. Mưa lớn liên tiếp kéo dài, thủy điện xả lũ làm ngập hàng trăm căn nhà ở Phú Yên. Nước lũ cũng làm nhiều tuyến giao thông tại tỉnh này bị ngập lụt, chia cắt. Ngày 30 tháng 11, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết, trong 3 ngày gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to, nước từ sông Kỳ Lộ sáng ngày 29 tháng 11 bắt đầu dâng cao. Đến nay đã có gần 100 căn nhà ở địa phương này bị ngập nước, nhiều nhất tại các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, ngay khi trời mưa lớn, huyện đã tiến hành di rời hàng nghìn người dân từ khu vực trũng lên vùng cao hơn. Mưa lớn cũng làm tuyến đường DT642 từ huyện Đồng Xuân đi thị xã Cầu Đước ngập sâu hơn 0,7m. Nhiều hộ dân sinh sống tại xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ. Tương tự, tuyến đường DT641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân có khoảng 3 km bị ngập từ 0,5 đến 1 mét, khiến phương tiện giao thông qua lại khó khăn. Các hộ dân ở khu vực các xã An Định, An Nghiệp, huyện Tuy An bị ảnh hưởng. Lũ tại nhiều địa phương ở tỉnh này đang lên, gây ngập nhiều khu dân cư, chia cắt nhiều tuyến giao thông trọng yếu. Thông tin lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 11 đã thống nhất cho thủy điện sông Hinh và sông Ba hạ xả lũ, tổng lượng về hạ du có thể lên 9.000 mét khối trên giây trong vài giờ đến. Thủy triều có thể đạt đỉnh vào khoảng 19 giờ tối nay, 30 tháng 11, nên tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu hai thủy điện xả lũ đảm bảo lượng nước về hạ du phù hợp, giảm thiệt hại cho hạ du. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu huyện sông Hinh sẵn sàng sơ tán người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho hay. Trung Bộ mưa cực lớn, nhiều nơi cô lập, hai người bị lũ cuốn trôi. Nhiều nơi ở Trung Bộ như Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định đã và đang có mưa lớn, nước lũ trên các sông lên nhanh, nhiều nơi cô lập. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hôm qua, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 29 tháng 11 đến 7 giờ ngày 30 tháng 11 như Vân Canh, Bình Định 375mm, Ba Tơ, Quảng Ngãi 359mm, Ba Nam, Quảng Ngãi 341mm, Phù Cát, Bình Định 331mm, Phước Sơn, Quảng Nam 305mm, Sơn Hòa, Phú Yên 278mm, Con Prong, Con Tum 206,2mm. Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc, rãnh áp thấp có trục khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió đông, nên ngày hôm nay 30 tháng 11, ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong khi đó, thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 30 tháng 11, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ đã có 2 người dân ở Kon Tum và Bình Định bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở và ách tắc như quốc lộ 14H, quốc lộ 40B, quốc lộ 24C, quốc lộ 1A. Hiện có hơn 2.600 nhà dân bị ngập lụt, chủ yếu ở Bình Định. 7 xã vẫn bị cô lập, trong đó huyện Nam Trà My, Quảng Nam có 6 xã và huyện Con Plong, Con Tum 1 xã. Bình Định, mưa lũ gây mất điện diện rộng tại huyện miền núi Vân Canh. Mưa lũ làm gãy nhiều trụ điện khiến 5 xã và một thị trấn của huyện miền núi Vân Canh, Bình Định bị mất điện. Dự kiến trong ngày 30 tháng 11, ngành điện mới khắc phục xong. Tối 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh, Bình Định cho biết có 5 xã Canh Hiền, Canh Thuận, Canh Hòa, Canh Liên, Canh Hiệp và thị trấn Vân Canh của huyện miền núi này bị mất điện diện rộng do mưa lũ làm gãy trụ điện vào lúc 15 giờ cùng ngày. Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh đã yêu cầu ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố này và cung cấp điện cho các đơn vị phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19. Nguyên nhân mất điện diện rộng tại huyện Vân Canh là do một vị trí cột điện nằm ở bờ sông bị nước lũ làm đổ gãy, đã kéo theo nhiều cột điện cũ khác bị đổ. Điện lực Phú Tài thống kê được 9 vị trí với 11 trụ điện bị đổ gãy. Các xã Canh Hiền, Canh Liên, thị trấn Vân Canh bị mất điện hoàn toàn. Điện lực Phú Tài đang chuẩn bị vật tư, huy động nhân lực để xử lý sự cố mất điện tại huyện Vân Canh. Dự kiến ngày 30 tháng 11 sẽ khắc phục xong. Hiện chúng tôi đang chở máy phát điện di động phục vụ hoạt động của trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh và các địa điểm phục vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Gia Lai giải cứu thành công 15 người dân mắc kẹt do mưa lũ. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương giải cứu 15 người dân trồng dưa bị mắc kẹt tại các bãi bồi trên sông Ba ở huyện Cờ Rông Ba do nước lũ dâng cao không thể vào bờ. Sáng 30 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Rông Ba, tỉnh Gia Lai, Hồ Văn Thảo cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 15 người dân bị mắc kẹt trên bãi bồi giữa dòng sông Ba do mưa lớn. Từ ngày 29 đến rạng sáng ngày 30 tháng 11, khu vực phía đông nam tỉnh có mưa lớn. Nước dâng nhanh khiến nhiều người dân từ tỉnh Bình Định lên Cờ Rông Ba trồng dưa trên các bãi bồi trên sông Ba không kịp vào bờ. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, huyện Cờ Rông Ba đã cử lực lượng kịp thời ứng cứu, đưa người dân vào bờ an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Rông Ba cho biết thêm, hiện tại, lực lượng cứu hộ của huyện đã giải cứu được 15 người dân bị mắc kẹt.
huyện tiếp tục cử lực lượng rà soát các khu vực ngập úng và đưa phương tiện hỗ trợ di dời tài sản của người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Sạt lở bủa vây, hàng nghìn người dân ở miền núi Nam Trà My bị cô lập. Hàng nghìn người dân ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang bị cô lập do mưa lớn kéo dài gây sạt lở. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện lâm vào tình trạng sạt lở nặng. Tuyến quốc lộ 40B dẫn lên huyện miền núi Nam Trà My ngập ngụa bùn đất khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực thác Tác Chua nằm giáp ranh giữa hai xã Trà Vân và Trà Vinh đang bị ngập sâu. Dòng nước chảy xiết khiến tuyến giao thông từ xã Trà Vân vào Trà Vinh bị tê liệt. Vì vậy, hơn 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở xã Trà Vinh đang bị cô lập. Trong khi đó, tại xã Trà Leng, nơi từng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng khiến 22 người chết và mất tích vào cuối tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, mưa lớn trút xuống không ngớt từ ngày 27 tháng 11 khiến mố cầu của cây cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La sập đổ. Thực ra, mố cầu này đã có dấu hiệu bị sụt lún từ trận mưa hồi giữa tháng 11 vừa qua. Khi đơn vị thi công chưa kịp khắc phục triệt để thì hôm nay sạt lở nặng. Việc mố cầu bị sạt lở cùng tuyến đường D1K8 cũng đang bị ngập ngụa bùn đất do mưa lớn, khiến 45 hộ dân với khoảng 180 nhân khẩu ở khu dân cư Bằng La, Khánh Thành hồi cuối tháng 4 năm 2021 bị cô lập. Nước sông Leng đục ngầu dưới chân cầu dẫn vào khu vực Bằng La đang chảy rất xiết. Đường dẫn lên cầu ngập ngụa bùn đất. Còn đây là cảnh sạt lở trên tuyến đường Trà Linh - Măng Lùng dẫn đến vùng sâm Ngọc Linh. Tuyến quốc lộ 40B đoạn từ xã Trà Sơn lên xã Trà Mai cũng đang chìm ngập trong bùn đất. Miền Trung mưa lớn, lũ lên nhanh. Cuối tuần, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên mưa lớn, lũ các sông lên báo động 2-3, nguy cơ ngập lụt vùng trũng, sạt lở vùng núi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận tổng lượng mưa trong 24 giờ qua ở Phước Năng, Quảng Nam, Hồ Liệt Sơn, Quảng Ngãi, Hồ Thủy Yên, Thừa Thiên Huế đều 310mm, An Hưng, Bình Định 250mm. Dự báo từ nay đến hết tháng 11, Trung Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dạnh áp thấp trục 5-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ mưa khoảng 150-300mm, có nơi trên 350mm. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Tây Nguyên mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Lũ trên sông Trà Khúc đã đạt đỉnh, đạt báo động 2 là 0,42m. Sông Vệ Quảng Ngãi, sông Công qua Bình Định đều sắp xỉ báo động 3, mức cao nhất. Trong 6 giờ tới, lũ các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên, sau đó xuống. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông, các khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên. Quảng Nam, mưa lớn sạt lở nhiều nơi, thoát tim cảnh khiêng xe máy vượt lũ dữ. Tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất tại một số địa phương vùng núi. Hiện các thủy điện đang xả lũ với lưu lượng lớn. Từ ngày 28 đến sáng ngày 29 tháng 11, trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn có mưa lớn gây ra sạt lở đất, ngập lụt ở một số khu vực. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 1 giờ ngày 28 đến 1 giờ ngày 29 tháng 11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương phía Bắc phổ biến từ 20 đến 50mm, phía Nam phổ biến từ 70 đến 120mm, có nơi cao hơn như trạm khí tượng Trà My, huyện Bắc Trà My, 158mm, đo mưa Xuân Bình, huyện Núi Thành, 285mm. Dự báo từ 1 giờ ngày 29 tháng 11 đến 1 giờ ngày 1 tháng 12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau mưa có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa ở các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 100 đến 180mm, có nơi trên 250mm. Các địa phương phía Bắc phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn, nước đổ về các hồ thủy điện tăng cao, buộc các hồ phải xả nước điều tiết xuống hạ du. Theo số liệu cập nhật đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng 11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đắc Mi 4, huyện Phước Sơn ở mức hơn 1.111 mét khối trên giây. Thủy điện này xả lũ xuống hạ du với lưu lượng hơn 804 mét khối trên giây. Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Chanh 2, huyện Bắc Trà My lên đến hơn 2.558 mét khối trên giây. Thủy điện này xả lũ xuống hạ du với lưu lượng nước hơn 2.074 mét khối trên giây. Trước tình hình mưa lớn liên tục xảy ra, tại một số khu vực huyện Nam Trà My đã bị sạt lở nặng, ngập lụt khiến giao thông bị chia cắt. Sáng ngày 29 tháng 11, tuyến đường quốc lộ 40B đoạn qua khu vực sông Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My bị ngập nặng. Cũng trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My và khu vực đoạn từ xã Trà Sơn lên Trà Mai, huyện Nam Trà My bị sạt lở đất nghiêm trọng, giao thông lên trung tâm huyện Nam Trà My bị chia cắt. Một clip người dân đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm người vượt dòng lũ nước chảy xiết khiêng xe máy qua đoạn đường giáp ranh giữa Trà Vân và Trà Vinh, huyện Nam Trà My khiến người xem không khỏi thót tim.
249 người chết và mất tích tại miền Trung trong mùa mưa lũ năm 2020. Năm 2020, mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng xảy ra tại khu vực miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, làm 249 người chết, mất tích. Ước tính thiệt hại về kinh tế trên 36.000 tỷ đồng. 3 tháng cuối năm 2021, miền Trung hứng chịu 4 cơn bão. Vừa qua tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị công tác phòng chống thiên tai năm 2021 tại các tỉnh miền Trung. Tham dự hội nghị có đại diện 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và một số bộ ngành. Ngoài ra, hội nghị còn kết nối trực tuyến với các huyện, xã trọng điểm về phòng chống thiên tai thuộc 10 tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai cho biết, năm 2020, mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng xảy ra tại các khu vực miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, làm 249 người chết, mất tích, 1.531 nhà sập, 239.341 nhà bị hư hại, tốc mái, 473.449 nhà bị ngập. Nhiều công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, dân sinh bị hư hỏng, sạt lở. Ước tính thiệt hại về kinh tế trên 36.000 tỷ đồng. Còn trong năm 2021, các tỉnh miền Trung cũng đang chịu ảnh hưởng của 5 cơn bão số 2, bão số 5, bão số 6, bão số 7, bão số 8. Tính riêng từ giữa tháng 9 năm 2021 đến nay, các tỉnh miền Trung hứng chịu ảnh hưởng liên tiếp 4 cơn bão số 5, 6, 7, 8 và 5 đợt mưa lớn với tổng lượng phổ biến từ 800 đến 1.500mm. Một số nơi mưa lớn hơn trên 2.000m. Bão, mưa lũ đã gây ra thiệt hại lớn về người, tài sản và làm ảnh hưởng đến công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai, nhất là trong bối cảnh COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp. Tuy không khốc liệt như năm 2020, nhưng hoàn lưu các cơn bão đã gây ra đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân các tỉnh miền Trung, điển hình là các cơn bão số 5 và số 6. Thiên tai từ đầu năm 2021 tại khu vực miền Trung đã làm 38 người chết, mất tích, 39 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 970 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 85.806 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, 109.771 mét đê, kè, kênh mương bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị tắc nghẽn do ngập lụt, sạt lở với khối lượng 1.077.556 mét khối, ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 2.100 tỷ đồng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai quyết liệt, chủ động phương án ứng phó kịp thời. Các địa phương đã phối hợp với các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn, huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân. Cần thu hẹp phạm vi dự báo bão. Tại hội nghị công tác phòng chống thiên tai năm 2021, đại diện một số địa phương cũng nêu các giải pháp để công tác phòng chống thiên tai được tốt hơn. Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong phòng chống thiên tai, vai trò công tác dự báo rất quan trọng. Nếu như làm chính xác, thu hẹp được phạm vi dự báo thì công tác ứng phó, chỉ đạo từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở thuận lợi và chủ động hơn. Hiện nay, hầu hết các địa phương ở miền Trung đều có sự tương đồng về địa hình khí hậu, nên Tổng cục Phòng chống thiên tai cần tổ chức những hội thảo về các địa phương cùng chia sẻ cách làm hay, từ đó có cách làm chung hiệu quả và tốt nhất. Tương tự, ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng, khi bị thiên tai, yếu tố 4 tại chỗ là đặc biệt quan trọng, nhất là ứng cứu với người bị thương rất hiệu quả. Tuy nhiên nói thì dễ, nhưng để làm được cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, và Quảng Nam luôn luôn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về công tác 4 tại chỗ này. Năm 2021, tỉnh Quảng Nam đã thông qua nghị quyết về sắp xếp di rời 7.000 hộ dân, đặc biệt là người dân vùng núi, người có vùng nguy cơ sạt lở, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng. Ông Hồ Quang Biểu cũng cho rằng, để công tác phòng chống thiên tai hiệu quả thì cần phát huy xung kích trong phòng chống thiên tai và trung ương, nên nghiên cứu khung phòng chống thiên tai thích ứng cho cả ba miền, làm sao để người dân sống an toàn trong biến đổi khí hậu hiện nay. Mưa trắng trời, hàng trăm nhà dân ở Bình Định chìm sâu trong biển nước. Mưa kéo dài hai ngày qua đã khiến hàng trăm ngôi nhà ở Bình Định bị ngập sâu trong nước lũ. Chiều qua, Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, mưa lớn kéo dài trên cả tỉnh suốt hai ngày qua với lượng mưa bình quân đạt 101mm, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước trên các sông lên nhanh, gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Nặng nhất phải kể đến các huyện An Lão, Phù Mỹ, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn. Đến chiều cùng ngày, các nơi này đã có hàng trăm ngôi nhà bị nước ngập sâu. Cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân bị xáo trộn. Tại huyện Hoài Ân có 797 nhà, xã Ân Hảo Tây có 255 nhà, Ân Hảo Đông có 515 nhà, Ân Tín có 15 nhà, Ân Mỹ 12 nhà bị ngập nước. Huyện An Lão có 215 nhà bị ngập nước từ 0,2 đến 0,3 mét. Huyện Tuy Phước có 172 nhà bị ngập nước từ 0,2 đến 0,4 mét, chủ yếu ở xã Phước Thắng. Huyện Phú Cát có 60 nhà bị ngập nước, tập trung ở xã Cát Chánh. Nước lũ cũng gây chia cắt nhiều tuyến giao thông.
Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Ân, Bình Định cho hay, các điểm cầu Mỹ Thành, Ân Mỹ, Vạn Trung, Ân Hảo, Đá Bạc, Đắc Mang đã bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Tỉnh lộ 629 đoạn qua thôn Bình Hòa Nam, Vạn Hòa, xã Ân Hảo Đông, tuyến đường liên thôn xóm tại xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông cùng chung hoàn cảnh. Hiện lực lượng xung kích các địa phương chốt chặn tại các điểm ngập, không cho người dân qua lại. Theo thống kê, đến chiều qua, địa phương có khoảng 979 ngôi nhà bị ngập nước, chủ yếu là tại các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín và Ân Mỹ. Mực nước ngập từ 0,2 đến 0,5 mét, có nơi ngập sâu gần cả mét. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị nước lũ chia cắt. Thông tin về tình hình mưa lụt trên địa bàn, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước, Bình Định cho biết, hiện các đường giao thông hầu hết qua các xã đã đều bị ngập nước, đặc biệt tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Phước Thắng đã bị ngập nặng. Tại huyện miền núi An Lão, tuyến đường đi từ xã An Hoài đi An Quang cũng bị ngập từ 0,4 đến 0,5 mét. Ba điểm cầu tràn xã An Vinh bị ngập, địa phương dùng rào chắn không cho người dân đi qua lại. Ba điểm sạt lở ở tuyến đường đi xã An Toàn. Ngày hôm qua, do ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 20.000 học sinh, chủ yếu ở các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn đã không thể đến trường. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Đi cắt cỏ cho bò, người phụ nữ rơi xuống dòng nước lũ qua đời. Trên đường đi cắt cỏ cho bò, hai vợ chồng đã bị té rơi xuống dòng nước lũ. Người chồng may mắn bơi được lên bờ, còn người vợ thì mất tích và đã qua đời khi được tìm thấy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mờ Đờ Rắc, Đắk Lắk xác nhận, cơ quan chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ tại xã Cư San. Theo ông Thạch, vào sáng ngày 29 tháng 11, bà LTP, 57 tuổi, ngụ thôn 10 xã Cư San, cùng chồng đi cắt cỏ cho bò. Khi đến khu vực suối thuộc thôn 10, hai vợ chồng bà P không may bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ. Lúc này người chồng đã bơi được vào bờ, hô hoán người dân tới ứng cứu, còn người vợ bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Đến khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã tìm thấy thi thể của bà P và đưa nạn nhân về để tổ chức mai táng. Chủ tịch huyện Mờ Đờ Rắc cũng cho biết, tại khu vực dự án Lòng Hồ, dự án thủy lợi Ca Rông Bắc Thượng, theo phương án sẽ có khoảng 720 hộ được di rời. Tuy nhiên hiện còn trên 570 hộ tại thôn 9, 10 và 11 của xã Cư San vẫn chưa thực hiện di rời. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực di rời các hộ dân đến các khu vực tái định cư, ông Thạch thông tin. Trước đó vào chiều 28 tháng 11, tại địa bàn xã Karongjin, huyện Mờ Đờ Rắc, cũng có một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi khi đang chạy xe máy qua cầu tràn. Thời điểm này, người phụ nữ may mắn bấu víu vào một bụi cây khô và được người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn. Quay trở lại với thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang tăng cường xuống phía Bắc nước ta. Từ đêm ngày 1 tháng 12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, từ chiều nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao, nên trong từ 5 đến 7 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù. Từ đêm ngày 1 tháng 12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, trời rét. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Khu vực Hà Nội trong 5 đến 7 ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù. Từ đêm nay, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 13 đến 15 độ. Từ đêm ngày 1 tháng 12, nền nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến trong khoảng từ 11 đến 13 độ, trời rét. Trong khi miền Bắc đang trong những ngày đông, thì khu vực Trung Bộ cũng bước vào giai đoạn cuối mưa lũ. Từ ngày và đêm nay, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 28 tháng 11 đến 7 giờ ngày 29 tháng 11, như ở An Hưng, Bình Định là 251,4mm, Phước Năng, Quảng Nam 316,4mm, Hồ Liệt Sơn, Quảng Ngãi 316,4mm, Hồ Thủy Yên, Thừa Thiên Huế 311,2mm. Dự báo Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến từ 150 cho đến 300mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm.
Khu vực Nam Bộ, Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa trong khoảng từ 50 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Tiếp tục bản tin, mời quý vị cùng đến với phần dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong những ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ nay cho đến ngày 9 tháng 12, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Riêng thời kỳ khoảng từ đêm ngày 30 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, trời rét, có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm. Phía Đông Bắc Bộ, từ nay cho đến ngày 9 tháng 12, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm ngày 30 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày hôm nay phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa rào rải rác, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 12 có mưa vài nơi, riêng thời kỳ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 12 có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc trời lạnh. Tại Tây Nguyên, ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 12, có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều và tối. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 12, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây, ngày 1 tháng 12, có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Hà Nội từ nay cho đến ngày 9 tháng 12, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Riêng thời kỳ khoảng đêm ngày hôm nay cho đến ngày 7 tháng 12, trời rét với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác. Quý vị cũng đừng quên viết ra những ý kiến bình luận của mình ở phía dưới mỗi video cùng với chúng tôi.